khán giả đang theo dõi bản tin Vì Người Tiêu Dùng ngày 18 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ mời quý vị điểm qua những nội dung chính ngày hôm nay. Mỹ phẩm siêu rẻ tràn lan thị trường, chị em đừng quá tin vào lời quảng cáo mà rước họa cho nhan sắc. Chặn đứng nhiều vụ vận chuyển đường cát, thuốc lá lậu tại các tuyến biên giới Tây Nam. Các chuyên gia y tế lên tiếng về việc dùng đèn phát tia cực tím phòng dịch tại nhà. Người tiêu dùng cần phải cân nhắc khi mua và sử dụng. Thưa quý khán giả, mặc dù biết rằng việc sử dụng mỹ phẩm không rõ xuất xứ nguồn gốc có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe. Tuy nhiên, do tin vào lời quảng cáo và nghe nhiều người khen ngợi về công dụng, nên các chị em vẫn bất chấp các nguy cơ tìm mua các loại mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường. Chính việc làm này đã tiếp tay cho vấn nạn mỹ phẩm giả tràn lan. Thổi son vài chục ngàn, kem dưỡng da chưa đến 100 ngàn, thậm chí là kem thoa trắng mặt có giá chỉ vài ngàn đồng, đều có bán tại các chợ trên địa bàn các thành phố lớn nhỏ. Chị N, ngụ phường 3 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, chỉ cần cầm vài trăm ngàn đồng là có thể mua được các bộ mỹ phẩm với đầy đủ đồ dùng cần thiết. Thậm chí, tại các cửa hàng tạp hóa, chị em muốn mua bất cứ loại mỹ phẩm nào cũng có, từ hàng bình dân đến cao cấp, hàng ngoại nhập về. Trong đó, bán chạy nhất là các dòng kem trộn, tẩy trắng da, hiệu quả cao và giá cả lại rẻ, phù hợp túi tiền. Tuy nhiên, điểm chung là hầu hết các hũ kem trộn đều không có nguồn gốc, không ghi rõ thành phần, hạn sử dụng. Khi được hỏi về nguy cơ sử dụng, chủ hàng vô tư cho biết rất nhiều người mua nhưng chưa có ai phàn nàn gì cả. Việc sử dụng mỹ phẩm, nhất là các loại kem thoa mặt giá rẻ không rõ nguồn gốc có thể sẽ hủy hoại nhan sắc, gây nguy hại đến sức khỏe ngay khi sử dụng. Thực tế đã có nhiều trường hợp nhập viện do dị ứng mỹ phẩm, nhưng có lẽ vì chủ quan, vì tin vào những lời đường mật từ người bán mà các chị em lơ là cảnh giác dẫn đến rước họa vào thân. Chị T, ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chia sẻ, một lần nhẹ dạ tin lời quảng cáo của người bán mỹ phẩm, chị có mua và sử dụng một loại kem dưỡng trị nám có giá 12.000 đồng một hộp. Sau một ngày dùng thử, da mặt bắt đầu có biểu hiện ngứa, đỏ và sưng. Chị phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ da liễu và điều trị gần nửa tháng mới hồi phục hoàn toàn. Được biết, riêng tỉnh Tây Ninh, trong quý 1 năm 2020, đội quản lý thị trường đã kiểm tra và phát hiện hơn 1.600 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra, xử lý, nhưng do hám lợi nên trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mỹ phẩm nhập lậu tại các chợ, cửa hàng tạp hóa. Để hạn chế tình trạng mỹ phẩm siêu rẻ hoành hành trên thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, chúng ta không chỉ trông chờ vào ngành chức năng vào cuộc giải quyết mà không ai khác, chính là những người tiêu dùng như chúng ta phải nhận thấy rõ được mối nguy hại tiềm ẩn từ việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để chúng không còn có thể hoành hành trên thị trường. Thưa quý khán giả, hiện nay các lực lượng chức năng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép trên tuyến biên giới An Giang phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chống buôn lậu. Cuộc chiến 2-1 này tạo áp lực nặng nề lên vai của từng cá nhân và tập thể. Điều đáng mừng là tình hình vẫn đang được kiểm soát tốt, trong khi buôn lậu đã bị hạn chế đến mức tối đa. Nếu như trước đây, các đối tượng thường vận chuyển hàng hóa bằng ghe lớn thì nay chủ yếu canh lực lượng chức năng để vận chuyển nhỏ lẻ. Ghi nhận vào ngày 16 tháng 4, Bộ đội Biên phòng An Giang đã chặn đứng kịp thời một xe ô tô tải vận chuyển 2 tấn đường cát lậu. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tại khu vực thị trấn Long Bình, lực lượng Biên phòng An Giang phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 40 bao đường cát, loại 50kg một bao, trên vỏ bao có in dòng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 2 tấn. Trị giá khoảng 30 triệu đồng. Lái xe Nguyễn Hồng Thanh, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng. Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang đối tượng Huỳnh Phúc, ngụ ở xã Long Thạnh, huyện Dòng Riềng, Kiên Giang, đang dùng phương tiện thủy
có chận tốc cao để vận chuyển 13.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu nước ngoài. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận điều khiển giỏ máy đi từ nhà đến địa bàn tỉnh An Giang gặp một nữ đầu nậu để lấy số thuốc lá lậu với giá 70 triệu đồng trở về huyện Rồng Riềng tỉnh Kiên Giang để bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Ngoài vụ việc này thì đối tượng cũng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ vận chuyển hàng cấm với lượng thuốc lá lậu lên đến hàng chục ngàn gói, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Đây là điều dễ hiểu bởi vì các tiệm tạp hóa lớn nhỏ trên cả nước hầu như là có bán thuốc lá lậu mỗi khi khách hàng có yêu cầu. Thực tế dù ngành chức năng có siết chặt tuyến biên giới nhưng mà với lực lượng buôn lậu đông đảo thì khó tránh tình trạng cá lọt lưới. Như tại tỉnh Long An thì một lô thuốc lá lậu xích tuồn ra thị trường, tuy nhiên quá trình bắt giữ số thuốc này của công an địa phương cũng thật bất ngờ. Theo đó, một nhóm thanh niên giả công an thuê ô tô chạy lang thang trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cướp thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tại trạm thu phí trên đường tỉnh 830 thuộc ấp 2 xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Số hàng là của ông Lê Phúc Luân chạy xe máy chở thuốc lá lậu trong thùng xốp. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai phát hiện nhiều người chở thuốc lá lậu ở huyện Đức Hòa nên giả danh công an thuê ô tô đi cướp. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô chứa hơn 120.000 chiếc khẩu trang y tế nhiều chủng loại khác nhau. Cũng như thuốc lá lậu, đến nay thì mức xử phạt hành chính cho trường hợp xuất lậu khẩu trang y tế tối đa chỉ 60 triệu đồng. Một mức phạt mà theo cán bộ chống buôn lậu là chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận. Do đó khi có thời cơ thuận lợi, bất kể đêm hay là ngày các đối tượng sẽ vận chuyển mọi biện pháp để mà có thể vận chuyển băng qua biên giới. Vào sáng ngày 16 tháng 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và các cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô đầu kéo đi từ hướng xã Bơm Lót, huyện Điện Biên đi lên cửa khẩu quốc tế Tây Trang có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Kiểm tra sơ bộ, tổ công tác phát hiện trên xe có cất giấu trên 50 thùng cát tông, bên trong có chứa nhiều hộp khẩu trang y tế với nhiều chủng loại, nhãn mác khác nhau, số lượng khoảng 125.000 chiếc. Lái xe và chủ phương tiện không xuất trình hóa đơn chứng từ liên quan đến số khẩu trang nói trên. Ngày 16 tháng 4 tại khu vực biển Tây Nam, đảo Trần Nhạn, thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh, đội tuần tra kiểm soát của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt giữ một phương tiện bè không mang biển kiểm soát vận chuyển 11,5 tấn sứa biển đã qua sơ chế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để xuất lậu sang Trung Quốc. Qua kiểm tra, chiếc bè lắp 2 máy, tổng công suất là 192 mã lực. Trên bè có 2 người, do Trần Văn Trung sinh năm 1979, trú ở thôn 1, xã Quang Trung, huyện Hải Hà điều khiển và là chủ phương tiện. Chiều ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và lập hồ sơ xử lý 3 vụ gian lận thương mại có giá trị gần 300 triệu đồng trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 13 tháng 4, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra cửa hàng siêu thị điện thoại di động Fans Trọng Nghĩa tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy do Võ Phúc Trọng, ngụ xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy làm chủ và phát hiện 25 chiếc điện thoại di động hãng Apple iPhone do nước ngoài sản xuất và một số phụ kiện khác. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 150 triệu đồng. Quý khán giả thân mến, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trên cả thế giới và Việt Nam. Với những khuyến cáo từ các nhà chuyên môn, người dân đã chủ động cảnh giác với dịch bệnh. Bên cạnh những biện pháp phòng tránh cơ bản như là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khử trùng bề mặt các thiết bị di động, nhiều người còn tìm kiếm các thiết bị khác để phòng chống COVID-19. Một trong số đó là máy phát tia cực tím UV, đèn chiếu tia cực tím diệt khuẩn, virus. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, người dùng nên cảnh giác với việc sử dụng thiết bị này tại nhà. Trên các trang mạng, đèn phát tia cực tím được bán khá nhiều. Theo chia sẻ từ các shop online, loại đèn này dùng tia cực tím và hệ thống ống ozone kép để diệt virus trong không khí, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Và để phòng chống COVID-19, rất nhiều gia đình đã tìm mua đèn phát tia cực tím vì cho rằng chúng có tác dụng. Bàn về công dụng của loại máy này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Luyện, nguyên cán bộ Viện Vật lý Kỹ thuật Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, không phủ nhận việc máy có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh, nó có thể phá vỡ cấu trúc phân tử, phá hủy tế bào của vi khuẩn, virus. Tuy nhiên,
Việc sử dụng thiết bị này tại nhà mà không có hướng dẫn của bệnh viện sẽ rất nguy hiểm với sức khỏe. Bởi cả ba bước sóng của tia cực tím là UVA, UVB, UVC đều có những tác động nhất định tới cơ thể con người, trong đó chủ yếu là mắt và da nếu chiếu thẳng vào người. Một điều cần phải lưu ý nữa là các phương pháp diệt khuẩn này có tác dụng nhưng mà không thể diệt hết được tất cả các loại vi khuẩn, do đó mà chúng ta không nên chủ quan về khả năng tiệt trùng diệt khuẩn của sản phẩm mà bỏ qua việc vệ sinh sạch sẽ. Hơn nữa, khi nhu cầu cao sẽ kéo theo hàng gian hàng giả trà trộn vào thị trường, do đó nếu như mua tại những nguồn kém uy tín, không chỉ không khử được mà còn rước thêm bệnh vào người. Các chuyên gia y tế không khuyến khích việc người dân tự mua và sử dụng các thiết bị phát tia cực tím tại nhà. Khi không am hiểu, việc dùng sẽ rất nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp tia UV. Các tổ chức y tế đã chỉ ra, làn da tiếp xúc trực tiếp với bức sóng khử trùng của tia UV có thể gây ra bỏng nắng, thậm chí ung thư da. Trường hợp mua thiết bị chiếu UV, bên cạnh lựa chọn cơ sở uy tín để tránh hàng giả, thì người dùng cần tuân thủ kỹ thuật, sử dụng đúng diện tích, mỗi lần sử dụng khoảng 1 giờ. Lưu ý, quan trọng là thời gian chiếu đèn, chúng ta không nên ở trong phòng để tránh những sự cố do chùm tia tác động đến da, mắt và các bộ phận khác. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa qua cũng đã lên tiếng bác bỏ một số lời đồn phi thực tế về hiệu quả của các thiết bị được cho là diệt khuẩn. Trong đó thì với những chiếc đèn chiếu tia UV, WHO cảnh báo không nên dùng để diệt khuẩn trên tay hay là bất kỳ vùng da nào vì sẽ rất dễ là gây kích ứng da. Thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin ngày hôm nay. Ngọc Như xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.